Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và buổi sáng hôm nay thì Mỹ Hải cũng sẽ quay một trích đoạn ngắn về phong tục của người Mông, làm cái lễ mừng thọ của người Mông ở trên vùng cao nguyên đá Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang nhé. Còn ở đây thì đặc biệt hơn nữa là như mọi khi thì nếu mà cái lễ cúng mà mừng thọ như vậy là đa số là người đàn ông, nhưng hôm nay đặc biệt hơn là lễ cúng mừng thọ như vậy ấy, là cũng có một cô như vậy để đến cúng lễ mừng thọ của một bác hàng xóm ở cạnh nhà Mỹ Hải. Còn trong cái lễ mừng thọ đấy quý vị ạ, là cũng không thể thiếu được những cái tiền đặt lễ 12.000 và 24.000, và kèm theo là cả một con gà trống ở phía kia quý vị ạ. Là thầy cũng có đến giúp như vậy, là trong những cái lễ mừng thọ như vậy ấy, là thầy cũng chỉ lấy một con gà trống với lại là 12.000 hoặc là 24.000 do chủ nhà đặt lễ nhé. Thấy từng thân nhát vừa cho nên tay thắng là
Còn ở phía ngay cửa chính đây ấy, cửa chính đây là cũng có một cái cây nêu. Đấy, cũng có một cây nêu mà cũng có buộc một ít vải đỏ như vậy để chính là thầy cúng xong rồi là sau đó là cũng sẽ mang thêm một con gà. Rồi là còn cái cây nêu đây là sẽ được trồng ở cái ngọn núi nào mà cao nhất. Đấy, chính là sẽ nhờ hai người thanh niên trẻ khỏe là sẽ mang cây nêu đây để đi trồng nhé. Đấy, còn ở phía trong bếp đây là những cái nồi cơm. Đấy, nấu cả một cái nồi cơm quân dụng to như vậy này quý vị này. Đấy, đây là gạo nếp nhá. Vì là cơ bản là mời cả làng xóm đến cơ, thế cho nên là cũng phải nấu một cái nồi quân dụng to như vậy thì mới đủ nhá. Rồi là tí nữa cũng sẽ đổ cả mèn mén. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn anh ở đây ấy, là đang đến phụ thầy, giờ là cũng đang hóa vàng như vậy. Còn ở ngay phía đằng sau của thầy đấy, còn ở phía đây là những cái hình nhân nhé, đây là những cái hình nhân. Những cái hình nhân đây là tí nó sẽ được mang lên cùng với cái cây nêu mà ở phía ngoài trước cửa đấy được quý vị ạ, là cũng sẽ được mang theo những cây nêu đi để được mang đi lên ngọn núi nào mà cao nhất để được mang đi trồng. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta ô hai đi nào thái chưa chế cứ gì chế rồi mà đã nổi mình đã nổi thì thái cứ còn mình đã nổi tôi đã nổi thì mà bảy tôi đã tôi sẽ mình được thả sao cả lệch cả ôn được thả sao cả cái số thì nhà thì mà ô xem tôi xem đây rồi mà ha ô chăng to chăng rồi thì to thì giờ mình cái nhà tiền đặt cho tôi rồi nhà tôi rồi những thôi rồi ở lại tiền biết rồi chưa nhà thì mà còn ở phía trong nhà ấy, thì thầy cúng thì cũng cũng gần xong rồi, thế cho nên là còn kênh nêu ở đây thì sẽ nhờ hai thanh niên trẻ khỏe nhất để chuẩn bị sẽ mang kênh nêu này lên ngọn núi nào mà cao nhất để mang kênh nêu này đi trồng nhé quý vị nhé. Còn giờ thì hai thanh niên trẻ khỏe nhất đấy giờ là cũng đã được mang cái nêu để mang lên ngọn núi cao nhất để được đi trồng rồi. Còn bây giờ ấy gà thì cũng đã luộc được xong rồi, giờ là cũng đang được chặt lên như vậy. Còn ở phía bên trên nhà ấy, là hiện giờ là lòng già ở đây đã được xào với rau cải. Còn ở phía bên trong chảo to đây là cũng đang được xào măng với lại là lòng gà ở đây nhá. Tí nữa là còn cái thịt xương ở đây. Xương ở đây là cũng sẽ được xào riêng ra một đĩa. Hai nghìn là thêm mình phải sống lợi, thêm mình phải sống nhà.
Còn thầy bây giờ ấy thì là cũng vừa mới cúng xong. Đấy, còn phụ thầy thì cũng đang đấm lưng cho thầy như vậy. Đấy, cũng như vậy từ lúc 8 giờ cho đến 13 giờ chiều. Đấy, cũng một lèo như vậy là 5 tiếng đồng hồ quý vị nhé. Đóng khá là mệt. Còn hiện giờ ấy, thì thầy cũng đã cúng xong rồi, thì còn con lợn đây ấy, thì bây giờ là cũng đang được bỏ ra để pha chế, để rồi là tiếp tục là mình sẽ bỏ những cái thịt mông ra, đấy, rồi là xương sườn ra, lại tiếp tục là sẽ rang lên. Cũng khá là nhanh thôi, chỉ còn tầm khoảng là 30 phút nữa là xong, để sẽ được bày mâm lên để dự bữa cơm. Còn là thức ăn ở phía bên trong nhà ấy, thì hiện giờ là cũng đã được sắp ra hết rồi. Một khao lên. Đấy, cũng đã chín rồi, cũng chỉ chờ thịt lợn ở ngoài nữa là xong rồi. Đấy, các món ở đây là cũng đã xong xuôi hết rồi. Còn ở phía bên trên này, măng với thịt gà là cũng đã được bày rồi nhá quý vị nhá. Có lẽ là cái lý mừng thọ mà cúng của người Mông ở trên vùng cao nguyên đá của huyện Mèo Vạc thuộc của tỉnh Hà Giang. Mỹ Hải cũng chỉ trích đoạn như vậy, có lẽ là cũng sẽ đến chuẩn bị là đến dự bữa cơm rồi. Có lẽ là còn ở phần cơm thì Mỹ Hải là cũng sẽ không quay đến cho quý vị và các bạn cùng xem được nữa rồi. Vì là phần cơm thì là cũng chỉ còn bày lên mà để ăn thôi. Đấy, có lẽ là Mỹ Hải là cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé.